Đang ngồi đung đưa trên võng, cậu bé bị bạn tung chiêu độc đau đớn. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được trích xuất từ camera khiến nhiều người xem nổ ra cuộc tranh cãi. Theo video được đăng tải cho thấy, lúc này có ba đứa trẻ đang chơi cùng nhau, trong đó một cô cậu trông có vẻ nhỏ con hơn và đang ngồi trên võng để ăn hoa quả. Bên dưới chiếc võng là một ao nước không quá sâu. Lúc này, một chú báo nhi đồng mặc áo màu xanh đã lấy chiếc kéo ở gần đó rồi đi đến chỗ cu cậu ngồi võng. Cậu bé này hỏi một câu đưa không rồi ngay lập tức dùng kéo cắt đứt dây võng, mặc cho bạn mình còn chưa kịp trả lời. Hành động dứt khoát, nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa của cậu bé khiến bạn nhỏ ngồi trên võng rơi một cái tủm xuống nước và đứng hình mất 5 giây vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi cu cậu mặc áo màu cam thì cười giòn tan vì chứng kiến cảnh bạn mình bị cắt võng rơi xuống nước trong đau đớn. Đoạn clip sau khi được trích xuất và đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận được hàng triệu lượt quan tâm. Bên dưới bài đăng dân tình đã nổ ra những cuộc tranh cãi vì một số cho rằng đó chỉ là hành động trêu đùa của trẻ con. Hồi tuổi thơ thì ai cũng từng trải qua một lần như vậy mới có kỷ niệm. Tuy nhiên ngược lại thì không ít người nhận định việc làm của cậu nhóc cầm kéo là rất đáng lên án. Đứa trẻ này cần được giáo dục tốt, nếu không lớn lên hậu quả sẽ khôn lường. Chưa kể việc ở dưới mương nước có vật nhọn hay không, lỡ rơi xuống thế kia mà đâm phải thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.